Mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết tối ngày 13 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Thưa quý vị, khu vực tỉnh Quảng Ngãi hôm nay trời có nắng gián đoạn với mức nhiệt dao động từ 23 đến 30 độ C. Mưa rào và dông xuất hiện ở nhiều nơi. Sau đây là dự báo thời tiết cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai, ngày 14 tháng 10. Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày có lúc hưởng nắng, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ C. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày có lúc hưởng nắng, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C. Thị xã Đức Phổ, nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày có lúc hưởng nắng, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C. Thị trấn Ba Tơ, nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày có lúc hưởng nắng, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C. Lý Sơn, nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày có lúc hưởng nắng, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C. Thưa quý vị, miền Bắc chuẩn bị đón mưa dông, chấm dứt hanh khô. Từ ngày mai ngày 14 tháng 10, miền Bắc sẽ chuyển đổi hình thái có mưa rải rác, chấm dứt chuyển ngày hanh khô. Tuy nắng trong ngày vẫn duy trì, nhưng sương ẩm mưa mù có thể xuất hiện thường xuyên hơn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tuần qua miền Bắc 3 ngày trời nắng hanh do tác động của khối không khí lạnh khô và trường gió phân kỳ hoạt động mạnh. Hôm nay, khối không khí lạnh bắt đầu suy yếu, trường gió đông bắc khô không còn chi phối, thay vào đó là trường gió đông bắc đến đông mang lượng ẩm nhiều hơn. Hiện tại áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu và dịch chuyển chậm dần ra phía đông. Thời tiết Bắc Bộ có chuyển biến sau khi trải qua nhiều ngày nắng hanh khô, đêm se lạnh. Riêng vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, từ khoảng đêm ngày 14 đến ngày 19 tháng 10 có mưa rào rải rác. Vùng núi đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Với thời tiết ban ngày nắng hanh khô, trưa oi nóng, nhưng về đêm và sáng sớm không khí trở nên se lạnh. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa các thời điểm trong ngày dễ gây khó chịu và ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là người già, trẻ em và học sinh. Trong điều kiện thời tiết này, bổ sung nước thường xuyên là rất quan trọng để tránh tình trạng mất nước do nắng hanh và oi nóng vào ban ngày. Uống đủ nước giúp duy trì độ ẩm cho cơ thể và bảo vệ da trước sự khô hanh. Giữ ấm cơ thể ban đêm và sáng sớm cũng cần được chú trọng, nhất là đối với người cao tuổi và trẻ nhỏ. Tại miền Trung, khu vực các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ từ mai đến ngày 16 tháng 10, dự báo sẽ có mưa rào dông về chiều và tối do tác động của nhiễu động trong đới gió đông trên mực 1.500m. Do mưa trên nền nhiệt ở các tỉnh miền Trung trong tuần tới không quá cao. Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10, phổ biến từ 31 đến 33 độ C. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 10, tăng lên từ 32 đến 34 độ C. Nam Bộ và Tây Nguyên tuần tới chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo có trục khoảng 6 đến 8 độ vĩ Bắc và ảnh hưởng của nhiễu động gió đông yếu nên cũng xảy ra mưa dông, tập trung về chiều và tối. Nhiệt độ Nam Bộ cao nhất trong khoảng từ 32 đến 34 độ C, Tây Nguyên trong khoảng từ 28 đến 31 độ C. Bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị.